Hello cả nhà, hai vợ chồng mình đi qua nhà bà chị hai. Qua đây cách xa nha, 6 feet nha, 6 feet, 6 feet. 6 feet. Dùng đó phải lấy cái thước đo nha, ngồi cách xa 6 feet nha. Giờ này ở nhà phải lóc cửa đồ lại cẩn thận chứ không có dám để cửa. Lóc cổng, lóc đồ lại. Xong á, nó miễn dịch à. Molly. Molly. Hi Molly. Over here. Molly. Nó mừng kìa. Ẩm nè, mỗi lần qua cái nó nằm xuống vậy đó cho mình ẩm đó. Cái này cây bưởi. Ở nhà ơi, bây giờ mình đi hái lá bưởi về xong nha. Thì nghe người ta nói là cái lá bưởi mà hái về xong á, cho nó đỡ, thay vì không có đi tập thể dục được thì giờ mình xong để cho nó ra mồ hôi. Thì giờ vợ mình đang hái lá bưởi. Nhưng mình đã có bông lại anh chú. Hai mớ lá bưởi này với lại mớ lá ổi. Lá già. Với xả. Thơm quá. Thì để cảnh rảnh cái xong. Thì nếu mà ai có xem được clip này thì cũng thử làm đi nha. Chứ còn hiện tại bây giờ thì bác sĩ người ta cũng có nói rằng xong, hiện tại bây giờ xong cho bản thân mình thì cũng tốt. Nếu mà mình ở nhà thì mình cứ xong ngày một lần hay là cách ngày một lần cũng được, để cho cái đề kháng mình nó tốt. Qua nhà bà chị mình hái hái lá bưởi. Nó già mới thơm hả? Lấy già nó thơm thì sao? Lấy già nó thơm. Giờ bắt đầu mình đi kiếm cái lá ổi nữa nha. Bây giờ tới khuyên cái ổi. Hái lá ổi tiếp cả nhà ơi. Giờ hái về đựng trộn với lá bưởi hả? Trộn với lá bưởi để mà xong. Hy vọng rằng cái con dịch vật này nó mau mau biến đi hết, chứ còn không kiểu này chắc chết quá. Bây giờ là cả nhà đó là thất nghiệp rồi, nghỉ thêm 4 tình 6 tình nữa. Ở nước ở nhà kiểu này là mệt lắm mà nha. Đó. Đây, lá bưởi quá trời luôn nè, lá ổi chứ. Ổi quá trời là ổi. Nó cũng có bông rồi đó chứ hả? Ok cả nhà, đang quay cho cả nhà xem coi hái lá bưởi, lá ổi rồi để có gì về ăn xong cho nó khỏe người. Muốn chia sẻ cho cả nhà xem ha. Nếu ai ở nhà có trồng cây ổi, trồng cây bưởi đó, là rất là tiện lợi nha. Cứ ra sau nhà mà hái đi rồi cứ ngày cách ngày gì đó, cứ chịu khó xong cho sức khỏe mình nó tốt nha. Đó, được nguyên một cái một bao lá ổi. Thôi giờ về không dám ở, không dám ở lâu đó. Về cái nguyên bao này xong chứ cũng được mấy nha, mấy ngày ạ. Vẫn què với sớm, vẫn què cả nhà thấy không? Vẫn què nhưng mà xe người ta để được. Cả nhà xem này. Ok cả nhà nha. Đó, bây giờ lấy một cái lá ổi này nè. Về đó bây giờ là phải rửa nó đi. Để mà vợ chồng bắt đầu tiến hành xong
xong nhà, xong cửa, xong người cho nó khỏe. Chứ giờ ở nhà không, không làm gì hết. Giờ... Lá bưởi, thơm. Bưởi thơm. Nè, có nhà hưởi thơm. Thì bây giờ lá bưởi với lá ổi, với xả hả? Dạ. Giờ rửa nha. Dạ. Rửa thì cách lên. Ngày rồi xong. Nấu lên uống. Đấy, con dịch giật này nó đi chứ mệt lắm à. Đó, cả nhà thấy không, cái nồi nước xong nó đã sôi rồi. Thì mình, cái này thiếu lá xả, phải có lá xả nên nó thơm. Vậy mình cho dầu xả vô. Cái này mình để trong nhà vậy đó, cho nó bay hơi á, cho nó thơm nhà. Xong trong nhà, trong cửa cho nó thơm mùi dịch này. Rồi đồng thời chút xíu nữa hai vợ chồng mình sẽ xong người luôn.